Chào mọi người, quay lại cái mảng con cổ của mình. Hôm nay thì mình có một số đồ như thế này giới thiệu tới mọi người. Mọi người thấy cái nào hợp lý với mình thì mua ủng hộ mình nha mọi người. Rồi, đầu tiên thì mình rất là cảm ơn những cái like và đăng ký cùng những comment của mọi người. Tiếp theo thì mọi người vào xem video nhớ comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Hello, hello, alo gì đó, chào nhau một tiếng nha mọi người. 1 2 3 chấm phẩy gì đó, nói chung là comment để biết ai đang xem với nhau thôi nha mọi người. Đây, đầu tiên mình có cái này này, cái này là cái đầu chuyển từ khoan bê tông qua khoan sắt, khoan bê tông nha mọi người, có khoan sắt. Đầu này hình như là đầu 13 nha mọi người, đầu 13. Bình lưu ý này, lưu ý cho những ai mua này, cái này á là cái loại 2 bi, rồi dắt 2 bi hai bên, nó không có cái đường thường thường khoan bê tông sẽ có một cái đường rãnh ở đấy nữa nha mọi người, sẽ có một cái đường rãnh ở đấy nữa. Thì là mọi người nếu như mà muốn dùng cho khoan bê tông bây giờ á, thì mọi người về lấy máy mai cắt cái đường rãnh ở đây thì mới sai được, còn không á thì là cái này chỉ dùng cho cái loại khoan mà bên thấy cái này á là dùng cho cái loại khoan điện mà của Nhật Bản á. Thời xưa thì có cái loại 2 bi này, cái này thì là 1.5 tới 13, hiệu của nó Yukiwa nha mọi người, Yukiwa. Đây có chữ Japan ở đây, đây chữ Japan khắc chim trên sắt ở đấy nha mọi người, thấy chưa đó, 1.5 tới 13. Đâu thì còn ngon nha mọi người, đó nó hơi mập mọp ở đấy những liên quan như thế, đâu mượt nhẹ là được à, chưa đó. Cái này thì bên bạn giá khuyến mại cho mọi người thôi, nói chung trong video là bất nói chung hầu như video nào bên cũng có một sản phẩm gọi là khuyến mại cho mọi người hết á, cho nên mọi người cứ ở sao mà cái này rẻ mà còn mua được không, hay nào câu like câu view không, vấn đề ở đây câu like câu view là đúng, nhưng mà mình vẫn có khuyến mại rõ ràng nhá mọi người, chứ không phải là không đó. Rồi mình đã có giải thích rõ đấy nhá mọi người, thế này. Rồi cảm ơn mọi người. Số 2 ở đây mình có một cái máy bắn đinh u mắc 7.2, bản định u mắc 7.2, con này u của nó hình như là u 12 thôi vậy. Cái này á, một á, nếu như mọi người muốn sử dụng đinh 10 á thì về dán dùng hai đường bằng keo, dán hai bên đây đó, dán hai bên đây thì sẽ dùng bằng đinh 12 được, còn không thì mọi người ra bán phòng phẩm mua và đinh 12 vẫn có, được chưa. Này đó, là có tắt mở đây, on off ở đây này, rồi đây có khóa co ở đây này này, đó nó rất là nhiều chỗ an toàn vì kiểu này nguy hiểm. Rồi con có cái chốt ở đây này, chốt này là chốt an toàn ở đây này này. Cục pin này thì vẫn đang con chạy nhưng mà mình không có báo cầm pin như cái thì mình báo cầm nha mọi người. Rồi con này thân máy vỏ pin 700, cục pin thì con chạy pin để khá lâu rồi đó mà vẫn chạy bình thường à, nhưng mà pin như cái thì không có giảm báo cầm. Số 2, thân máy vỏ pin 700, chưa tắt này. Rồi số 3 ở đây mình có một con này là gì nhỉ, van vít trượt của Makita 10.8, nó có 19 cấp trượt, 18 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm đó. Máy thì toàn bộ đều dính hết nha mọi người, toàn bộ dính hết nha, DF030D 10.8. Cục pin này cũng là cục pin zin này, chưa động lại này, và cục pin này cục pin nữa không, nên về mọi người thoải mái sai đó. Đầu thì mọi người xem còn mới nha, đầu để nhảy mới, máy rất là mới nha mọi người đó, đầu đèn mới đúng chưa, máy mới, sạc ring của nó đây, sạc ring thì là 100V nha mọi người, về mọi người lên 220 hay gì đó tùy mọi người, mình chỉ bán sạc 100V thôi, được chưa. Máy, pin, sạc, ring,
máy pin sạc đi 1 triệu, ai muốn mua thêm một cục pin nữa thì bán đặt. Pin thì mình cũng chỉ có pin dính thôi nha mọi người. Số 3, máy pin sạc ring 1 triệu. Ok. Rồi, số 4. Số 4 ở đây mình có một con thổi bụi Makita 14.4V. Hôm bữa thì có một con rồi, mình bán 350. Con này thì mình bán 400, con này thì ngoại hình đẹp hơn. Tem đẹp hơn này mọi người này. Tem đẹp hơn, ngoại hình đẹp hơn. Nó vẫn bị rủ như con kia gãy ở đây này. Và gãy ở đây này. Thì mình đã dán đây rồi. Dán thì mình dùng cái kéo 3M á. Kéo 3M dán rất là chắc nha mọi người. Đó. Đó, không gãy được đâu nha. Đó, cứng ngắc nha. Tải thử mọi người xem này. Số 2 này. Số 1 này. Chưa, con này thì đẹp hơn con trước. Con trước 350, con này 400. Số 4. Thân máy 400 nha mọi người. Thổ bụi Makita 14V. Số 4. 400. Được chưa? Rồi, số 5. Số 5, ở đấy mình có một con cưa Hitachi 14.4V. Mình xin nhắc lại máy có chổi than nha. Khi mà mình mà nói mà sai á thì mọi người tiếng nháy nữa. Mà khi mà mình mà không nói là không chổi than, không chổi than có chổi than á thì chắc chắn là mọi người sẽ gọi ê con này có chổi than à, không chổi than đúng không? Không chổi than tôi mới lấy nha. Đâu đâu á. Rồi 125. À, hình như là không mẻ đằng nào. 24T. 24 răng nha mọi người. Đó. Máy thì con đẹp. Cưa. Cửa này thì đợt này rất là hot. Cửa thì tôi chia này rất là hot. Mình bao nhiêu con đang lấy bán hết à. Không có con nào sọt hết đó. Đó. Bình thường á thì mình bán con này 600. Thì con này chỉ có bị cái rồi đấy này. Cái vỏ trước ở đây. Cái này là một cái tấm nhựa chặn ở phía trước nha. Không phải nhôm nhiệt chi hết nha mọi người. Thì nó bị nứt ở đây miệng này. Nứt nhẹ thôi. Thì mình có dán đấy rồi. Không liên quan gì hết. Không liên quan gì hết, chỉ là nhìn vào như thế này cũng không biết là nó bị gãy hay bể hay nứt nữa. Nhố mà nằm ở đây này, con đây thì nhựa trẻ ở ngoài thôi, không sao ấy. Được chưa? Đó. Rồi, mình sẽ thử đúng rồi xem. Bình thường mình bán 600, con này thì mình bán 550. Vì tại kia rồi đó. Đó, có thẳng đàng hoàng nha mọi người. Đèn sáng này. Đèn sáng này có thẳng đàng hoàng này. Ok. 14.44 nha. Rồi, con này thân máy 550. Số 5. Năm thân máy 550. Đó. Rồi, qua số 6. Số 6, ở đây mình có một con cưa. Cưa Nati 12V. Con này thì vừa cắt sắt cắt gỗ gì đều được. Mọi người để ở cắt sắt cũng được, để ở cắt gỗ cũng được. Đó. Ở đây thì hiện tại nó không có lưỡi. Bình thường có lưỡi thì mình bán 500. Còn không có lưỡi thì con này mình bán 400. Thân máy vỏ pin. Được cho mọi người. Giờ mình test cho mọi người xem. Máy thì con đẹp nhá. Con này hình như cũng có thắng như vậy. À có thắng. Đó, máy êm nha mọi người. Con này cũng có nâng hạ ba nữa. Đây.
đó, nâng hạ bàn bình thường, được chưa? Thân máy vỏ pin 400, về mọi người thử bỏ rưỡi vô. Số 6, ôi nhanh gì số 6 rồi, số 6 thân máy vỏ pin 400, không có lưỡi thì có nghĩa là không có lưỡi. Mọi người đừng có kêu ở có lưỡi không thì bỏ vào túi mua nha. Con này là lưỡi 1 tập 1 nha mọi người. Đúng rồi, lưỡi 1 tập 1. Rồi tiếp. Tiếp ở đây có một con cưa Hitachi 18V. Cưa Hitachi 18V. Ngoài hình thì con đẹp. Cái này là cái chốt an toàn này là bị gãy ở đây một xíu, nhưng mà không liên quan. Mình sử dụng thì thường thường là sử dụng chỗ an toàn phía bên đây này, cái này này, đe chỗ này, nó chẳng qua là cái cân gạt thôi nha mọi người. Thường thường thì mọi người hay chế ở đây này để không có sử dụng cái chỗ an toàn này này, vì nếu như dùng nhiều á, được chưa? Máy thì con đẹp, con này lưỡi 1 tấc 6 lắm nha mọi người, lưỡi 1 tấc 6 lắm, nhưng mà con này hình như là 52 răng hay sao á, lưỡi rất là đỉnh luôn. Riêng cái lưỡi này cũng phải bán được 300-400. Đó, lưỡi này vừa cắt gỗ vừa cắt nhôm. Con này lưỡi đảo đúng rồi, vừa cắt gỗ vừa cắt nhôm được. Đó, ngon nha, nhôm chứ không phải sắt đâu nha. Con này này, nâng hạ bàn ok này. Được chưa? Rồi, nghiêng. Nghiêng 45 độ. Ok. Rồi, bàn. Bàn nhôm còn mới đẹp, được chưa? Lưỡi 1 tấc 6 ra, lưỡi này hình như 52-54 răng gì á. Vỏ pin này, đây vỏ pin này, được chưa? Rồi ông dưới dương trên để mình trải thử. Mười tám vốn nha mọi người, về mọi người tự động pin nha. Này đây này, đó đèn sáng nha, cưa này, đó có thẳng đá hoang nha mọi người, như bay điện. Đó cái tiếng của nó như bay điện. Còn á, thấy một phần nữa là cái mặt đây này, cái mặt đây này của nó rất là rộng, nên nếu như mọi người không ưa thì về không ưa cái loại đó thì về mọi người chế cục pin 18V của máy guitar trượt vào đây, đó vẫn giống bình thường. Ok, mình thì theo mình thì mình thấy vậy đó, thì mình nói gì thôi. Có này thân máy vỏ pin 700 nha mọi người, cái lưỡi quá đỉnh luôn, lưỡi 1 tấc 6 ra 700, thân máy vỏ pin. Số mấy rồi? Số 7. Thân máy vỏ pin 700. Đó. Cưa Hitachi. Rồi, tiếp. Tiếp ở đây mình có một con Panasonic bài EZ7441, ngoài hình thì con đẹp, được chưa? 7440 á thì là made in Japan, 7441 thì made in China, nhưng mà cũng là hàng nội địa thôi nha mọi người. Này mọi người xem này, con này thì mình đã thay than mở cho mọi người rồi, về tháo hồi dung. Điều tốc thẳng nè, là kia không? Ok, đầu kẹp 13 dây auto lock này, đầu rất là nhẹ nha mọi người, đó. Đầu rất là nhẹ, đen này, đen sáng này, được chưa? Con máy này cứng khư, con này thì mình cảm giác nó cứng và nó gọi là sao ta, nó ngon hơn con 7440, nhưng mà không biết vì sao nó sản xuất đời này sản xuất Trung Quốc, 7440 thì sản xuất ở Nhật, đó. Đầu này là 1.5 tới 12 13 thôi bạn.
18 cấp trượt, 2 chế độ nhanh chậm, 1 chế độ khoan. Dạ, con này thân máy 600. Thân máy 600 nha mọi người. Số 8. Thân máy 600. Có một số người cứ hỏi mình là tại vì sao mà đồ Trung Quốc lại gọi là nội địa Nhật hay bản Nhật. Thứ nhất, bản Nhật là nó về theo hàng bản Nhật thì mình gọi là hàng bản Nhật. Được chưa? Thứ hai, nội địa Nhật có nghĩa nó chỉ sản xuất ở Trung Quốc hay ở bất kỳ đâu cũng được hết, nhưng mà nó chỉ sử dụng thị trường Nhật thì gọi là nội địa Nhật nha mọi người. Nó không xuất ra ngoài để bán. Còn ở đây là nó về theo con đường bản Nhật thì gọi là nội địa Nhật nhá. Như sản xuất từ Đức, Anh, Mỹ gì mà để Nhật dùng thì cũng gọi là nội địa Nhật hết nha mọi người. Ở đây mình có một con ở đây mình có một con Black Tiger 18V. Con này là 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, 1 chế độ búa, 2 chế độ nhanh chậm. Con này khoan 3 chức năng này, có búa luôn nha mọi người. Đầu thì đầu kẹp 13 ly auto lock, đầu sắt có đây anh sáng. Nhưng mà con này đang bị một cái lỗi là không có điều tốc. Điều tốc thì chắc là giữ công tắc hay gì về mọi người tự sửa. Đó, mình thử chế độ búa cho mọi người nghe này. Nghe búa này. Đó, búa rất là mạnh nha mọi người, búa rất là mạnh. Được chưa? Còn ở đấy là nó có một quả pin đang chạy tốt và một cái vỏ pin. Thì thật ra là hai quả pin này thì mình tháo xeo ra, mình gọi là sao chẻ lại thành một quả pin này. Có nghĩa trong này là mình lấy những xeo tốt ở phía bên này, bỏ qua những xeo xấu phía bên này để thành được một cục pin tốt này. Còn là một cái vỏ pin này, về mọi người đóng pin mới vào. Và quả này đáng là pin dính của nó, mình có bỏ qua 2-3 xeo chứ đấy, 2 xeo thôi vậy. Đó, để mọi người về xài được. Còn cái này thì về mọi người đóng thêm pin, được chưa? Đó, khoảng 3 chức năng nha mọi người. Khoảng 3 chức năng, đầu kẹp, auto lock, đầu sắt. Búa thì rất là mạnh nha. Đó, búa rất là mạnh nha mọi người. Trong đây là pin ống chứ không phải pin đi kén đấy nha mọi người. Pin ống nha. Đây cũng có sẵn mạch nè, mạch từ ống này. Sạc thì sạc ở đây pin không có. Về mọi người thích thì chỉ sạc ở tớ mà dùng cho nó khỏe. Được chưa? Đừng hỏi sạc mình, sạc pin không có. Bây giờ là này, một vỏ pin này, có mạch từ ống trong đây này. À, một quả pin ống thì đang còn chạy tốt này. Mình có sao chạy từ xéo từ bên cục này, qua cục này. Mình có nói rõ với mọi người này giờ rồi. Không dài dòng nữa. Đây, còn một máy thì đang chạy tốt, chỉ có không có điều tốc. Máy 3 chức năng nha mọi người, 800. Số 9 đi. 9, 800. Được chưa? Số 9, 800 này. Có búa nhá. Rồi, tiếp. Tiếp con này là khoan. À đâu, bàn vít. Natty 6505. Con này là môn tí nha mọi người. Bàn vít trượt. Đây, đầu đẹp này. Được chưa? Đầu đèn thui con đẹp. Nhưng thường thường những cái đầu đèn thui con đẹp như thế này thì thường thường máy cũng ít sai lắm. Cái này thì là chế độ trượt này, nhẹ này, rất là nhẹ này, mượt này. Chuyển chế độ từ khoan về búa này. Được chưa? Đó. Rồi. Tại sao này? Dưỡng dưới ống trên nha mọi người. Điều tốc thắng, ok. Đảo chiều, ok. Đầu thì cứng ngắc không rỡ nha mọi người. Đầu cứng không rỡ. Đây chế độ búa này. Bắn vịt búa chứ không phải búa khoan bê tông nha. Búa ngang và búa dọc khác nhau nha mọi người. Đó, mọi người muốn mua con này mà để dùng, mua bàn vịt mà để dùng mà cái mũi khoan như nuôi cá, mũi khoan tương Đà Nẵng á, thì nên mua những con này vì nó còn có thêm chế độ khoan nữa. Được chưa? Con này con số 10. Thân máy vỏ pin 600 nha mọi người. 10, thân máy vỏ pin 600.
Đó. Yeah. Rồi, tiếp tiếp ở đây mình có một con này. Con này là bằng vịt Nati 7540, con này là vịt không trổi than hữu Nati 14.44 nha mọi người. Nati với Panasonic thì là chung. Không trổi than. Không trổi than nha. Đầu thì không rơ nha mọi người, đầu không rơ, đầu cứng không rơ đó. Rồi đây. Pin đây, điều tốc này, thắng ok. Ủa sao không chạy? Ủa này nhánh có ba cấp chỉ được cái đấy này, sao không chạy? Còn 1, 2, 3 ở đấy thì chạy tốt này. Nhưng mà nó bị sáo, bị công tắc bị sáo á. Đảo chiêu cái thì nó mới chạy. Không chạy nữa, đảo chiêu. Đảo chiêu thì mới chạy, không biết công tắc bị sáo á. À, con này mình không biết công tắc nó bị sáo. À, con này thì thường thường mình bản thân mày 950. Giờ mình bán thân máy 600 để mọi người kiểm tra là cái công tắc hay gì đó nha mọi người. À, thân máy 600 này nhanh gọn này cho đây 11 thân máy 600 nha mọi người, chạy mà nó chập chờn cái gì, như bị công tắc ấy. Đảo chiều thì nó mới chạy, không đảo chiều nó không chạy nữa. Để kiểm tra lại thì sẽ tiếp. Ở đây mình có một con cắt tia ren Hitachi 9.6. 9.6 thì cái này bị nứt xíu, mình có dán keo lại đây này. 9.6 thì thường thường là 9.6 dùng 12.4 nha mọi người. Của máy bàn vít á, thì ở đây nó có một cái ngam chắn, mọi người bấm đi. Còn thường thường cắt tia ren là nó, mọi người bấm cái ngam ở chỗ này này. Bấm vào hai bên mỗi bên xíu là được. Đó, đây hai bên mỗi bên bấm vào một xíu là được. Rồi chạy 12.4 bình thường. Được chưa? Con này á thì khuyết điểm duy nhất của nó là máy thấy con đẹp nhưng mà nó không có lưỡi, không có lưỡi nha mọi người. Mọi người cứ hãy hỏi mình là máy cắt tia ren đem về cắt sắt được không, và cắt sắt từ bao nhiêu tới bao nhiêu, cắt sắt được không và cắt sắt từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì mình nói rõ là máy cắt tia ren thì là cái lưỡi chuyên dùng của nó là dùng để cắt tia ren chứ không phải cắt sắt, vì là nó là có cái ren. Nhưng mà nếu như mọi người không muốn cắt ren, không cắt muốn cân không muốn cắt ren thì mọi người để cắt sắt cũng được không sao, vì nguyên tắc của nó là chẩn để cắt sắt và có cái ren. Mọi người không muốn á thì mọi người dùng để cắt sắt cũng được không sao nha mọi người. Cắt sắt thì mọi người cắt 6 8 10 vô tư, tối đa mọi người cắt tới 10. Còn mọi người cắt 4 5 6 7 8 9 10 gì đó thì tùy mọi người thôi. Được chưa? Rồi chế độ cắt chấm với chế độ cắt ngắn này đó, thì nói chung là con này thì bây giờ không có lưỡi với lại là không có vỏ pin nên mình bán như máy chế thôi. Nói thẳng nha, con này bình thường thì mình bán 500, nhưng mà con này không có vỏ pin với không có lưỡi thì mình bán như máy chế thôi, mình chỉ bán 200 đó. Ai thích mua về vọc vạch hay làm gì tùy mọi người, mình bán 200. Máy thì con khá là đẹp, 12 bán như máy chế 200. 200 nha mọi người. Đó. Rồi, 13. 13 ở đây bên có một con khoan bê tông Panasonic EZ7880. Con này thì con mới và đẹp. Con này là pin 28V8, pin nylon. Con này khoan hai chức năng chứ không phải ba chức năng. Nhưng mà ở sau này là có con có một cái chế độ nhanh chậm. Chế độ nhanh chậm. Con khoan hai chức năng có nghĩa là khoan búa này, khoan búa khoan tương và khoan thương là khoan sắt. Được chưa? Máy thì con khá là đẹp, cũng phải khá đẹp mà rất là đẹp đó. Đó, được chưa? Đó, đây là cái vỏ pin của nó này. Vỏ pin của nó thì trong đó là nó là pin nylon, trong đó nó đã có cái mạch của nó rồi. Được chưa?
Thì về mọi người là đồng pin mới bóp ra, nó là 28V8. Cái vỏ pin này, cục pin của nó đâu thế? À đây, cục pin của nó này. Điều tốc ok nha mọi người. Bật đèn này, tắt đèn này. Chỗ này không phải là xấu đâu, chỗ này là có cái ni lông nó phủ để rồi khỏi bị trơi xước thôi. Mọi người bóc cái ni lông đấy ra thì nó rất là mới, nhưng đừng bóc ra thì nó xước nha mọi người. Đó, rồi chế độ búa này. Được chưa? Rồi. Cái này thân máy vỏ pin 1,3 triệu. Thân máy vỏ pin 1,3 triệu. Còn ai có hỏi mua thêm cục pin á thì mình nói như thế này. Cục pin này là 800 à, cục pin này là 900, được chưa? Cục pin thường thường cục pin mà 3A hoặc 3,3A á thì mình bán chỉ 800. Cục này 3,4A và con mới thì mình bán là 900. Ok. Đó. Còn cái này là 800 này, 1 triệu 3 này. Được chưa? Ai mua thì cục pin này 900, cục pin tốt. Mua cục pin thì bỏ lại cái vỏ pin, bỏ vỏ pin thì mình trừ ra 300. Bỏ vỏ pin thì mình trừ ra 300 nhá mọi người. Rồi. Dàn xuống cái vỏ pin khỏi bị xấu cái máy. 10 mười mấy đâu, 13. Thân máy vỏ pin 1 triệu 3. Được chưa? Đó. Rồi, 14. 14 ở đây mình có một con cưa. Cái này cái cưa Makita 18V, gửi một tấc 65. Mọi người xem này, gửi thì con rất là đẹp và nhiều răng. Gửi này thì hình như 52 răng như vậy. Để xem có mẹ răng nào. Mẹ một răng này, chỉ một răng, hình như chỉ một răng ở đấy thôi. Mẹ là mẹ cái hộp kim đó thôi, chứ không phải gãy kia đường đó đó nha mọi người. Ở đây thì ở hai cái lưỡi này, hai cái răng này thì có mẹ nhưng mẹ ít, chứ mẹ nhiều như cái răng này. Rồi ok, cho mẹ 3 răng đi, nhưng mà 52 răng thì bình thường. Được chưa? Makita 18V. Này, nâng hai bàn nhá. Nâng hai bàn. Ok, rất là nhẹ. Nâng hai bàn rất là nhẹ này. Nghiêng 45 độ. Nghiêng. Nghiêng cũng nhẹ nhàng luôn, được chưa? Rồi, tem của nó. Con này mã của nó BSS611. Được chưa mọi người? Makita U là cái gì mình không có hiểu nữa. Makita Corporation. Rồi ok. Chưa. Rồi, để thử nó này. Wow, chà máy mạnh. Chùi, máy mạnh. Nghe như tiếng máy cưa cơ điện nha mọi người. Đó, Makita 18V. Con này thân máy bình thường bên bán 1 triệu, nhưng mà con này thì bên bán là này đẹp thôi, con này bên bán 900. Coi như là tri ân cho ai chịu khó xem tới là cuối cùng của video thì mình bán rẻ con này cho mọi người 14 900. Tri ân cho ai chịu khó xem tới là cuối video. Bình thường con này thì bán 1 triệu, mà đẹp thế này thì phải 1 triệu kìa. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhé.